Tổng hợp Hot Search được quan tâm nhất tại các sân khấu cuối năm 2023. Có 11 Vương Tuấn Khải trên sân khấu. Hot Search bạo đỏ đầu tiên trong ngày hội gala cuối năm 2023 thuộc về Vương Tuấn Khải. Với hiệu ứng AI đặc biệt của sân khấu Bạn Sẽ Tìm Thấy Tôi, khán giả đã nhìn thấy 11 Vương Tuấn Khải cùng nhau xuất hiện trên sân khấu. Tiết Chi Khiêm mặc vest họa tiết con công. Khi mọi người tưởng Tiết Chi Khiêm tới Giang Tô hát tình ca thì chú ta tụt quần ngay trên sân khấu và xuất hiện với một bộ vest đỏ rực họa tiết chim công, làm nổi bật đỏ rực cả một khoảng sân khấu. Cộng đồng mạng đã đồng loạt để lại comment dưới video phần biểu diễn của Tiết Chi Khiêm rằng chú đến đây hát là phụ, tấu hài là chính đúng không? Triệu Lộ Tư hóa thành nữ thần Đôn Hoàng. Trong đêm hội cuối năm của Đài Hồ Nam, Triệu Lộ Tư đã mang tới phần trình diễn xuất sắc vừa hát vừa múa ca khúc Vịnh Trăng Khuyết. Tạo hình của Triệu Lộ Tư cũng được cư dân mạng khen ngợi là xinh đẹp, tựa như nữ thần Đôn Hoàng. Idol Victoria hát nhảy, ống kính chĩa về phía Amber. Trong khoảnh khắc Tống Thiến kết màn phần trình diễn trên Đài Hồ Nam, ống kính đã hướng về phía Amber đang cổ vũ hết mình cho người đồng đội cũ của mình ở dưới sân khấu. Khoảnh khắc ấy khiến cho người hâm mộ không khỏi hoài niệm về quá khứ, khi cả hai cùng nhau hát nhảy trên sân khấu với tư cách là thành viên của nhóm FX. Tống Thiến và Vương Hạc Đệ có hôn thật không? Tống Thiến và Vương Hạc Đệ đã có màn tương tác siêu cháy, siêu bùng nổ trong tiết mục Nóc Nhà Nổi Lửa của Đài Hồ Nam. Đặc biệt, ở đoạn kết màn Tống Thiến đã ôm cổ Vương Hạc Đệ siêu tình tứ, động tác của hai người khiến khán giả không khỏi gào thét và thắc mắc họ có hôn nhau thật hay không. Không chỉ vậy, khán giả còn vô cùng thích thú khi bắt gặp màn Rickson với biểu cảm không thể tin nổi của các thành viên trong Xin Chào Thứ Bảy dành cho phần kết màn cực cháy của Vương Hạc Đệ và Tống Thiến. Dương Tử mang Trường Tương Tư tới sân khấu Đài Hồ Nam. Cũng trên sân khấu cuối năm của Đài Hồ Nam, Dương Tử cũng đã thể hiện ca khúc chủ đề của Trường Tương Tư là Vạn Vật Không Bằng Nàng. Khi những giai điệu quen thuộc được vang lên, người xem đều đồng loạt bày tỏ rằng họ nhớ Trường Tương Tư nhiều lắm rồi, hãy mau mau phát sóng phần 2 đi nào, không thể đợi được nữa rồi. Chỉ có thể là Lâm Tuấn Kiệt, trong sân khấu cuối năm của Đài Giang Tô, Lâm Tuấn Kiệt hát liên tục 12 bài hát. Khán giả tại hiện trường cũng đã cùng nhau đồng thanh hát theo nam ca sĩ, biến hội trường sân khấu cuối năm của Đài Giang Tô thành buổi mini concert của Lâm Tuấn Kiệt. Ngụy Đại Huân hát Lan Đình Tự. Trên sân khấu mừng năm mới của Đài Hồ Nam, Ngụy Đại Huân đem tới màn biểu diễn ca khúc Lan Đình Tự. Giọng hát da diết trầm ấm cùng giao diện nam thần thâm tình đã khiến dân tình hú hét nhớ về vai diễn Mạnh Yến Thần là mưa làm gió suốt mùa hè này. Mạnh Tử Nghĩa hát Lệch Tông Đúng Nghĩa. Trên sân khấu biểu diễn Xin Cho Em Thêm Chút Thời Gian của Đài Giang Tô, Mạnh Tử Nghĩa khiến người xem choáng váng cười bò khi chứng kiến màn hát Lệch Tông của cô nàng. Bình luận của dân mạng, bao nhiêu người hát cùng cũng không kìm hãm được cô ấy, cười ngất. Mạnh Tỷ Tỷ đem tới tiếng cười giòn tan của năm mới. Vấn đề là chỉ riêng có micro của Mạnh Tử Nghĩa to nhất, những người sau không nghe rõ gì cả, thật kỳ lạ. Vương Nhất Bác trình diễn Người Ngoài Cuộc. Trên sân khấu cuối năm của Đài Hồ Nam, Vương Nhất Bác đã trình diễn ca khúc mới nhất của mình có tên là Người Ngoài Cuộc. Bên cạnh khả năng trình diễn xuất sắc, màn biểu diễn của Vương Nhất Bác còn khiến người xem ấn tượng nhờ biển xanh lung linh do người hâm mộ tạo nên. Cuối màn biểu diễn, anh chàng còn gửi đến khán giả lời chúc năm mới ấm áp, chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi người đều là những người ngoài cuộc đáng yêu nhất. Cảm ơn mọi người. Đàn Kiện Thư hát Chờ Đợi Trong Vô Vọng và Mona Lisa trên sân khấu cuối năm của Đài Hồ Nam. Bên cạnh những sân khấu chung với các thành viên trong gia đình Xin Chào Thứ Bảy, Đàn Kiện Thư còn sở hữu riêng cho mình hai sân khấu solo siêu cuốn hút. Với sân khấu Mona Lisa, ca khúc mới phát hành, Đàn Kiện Thư đã cho thấy bản lĩnh sân khấu siêu đỉnh của anh khi vừa hát vừa nhảy một cách vô cùng mượt mà, chuẩn đến từng nhịp. Còn sân khấu Đợi Chờ Trong Vô Vọng đã được Mao Gian chứng nhận đang đỉnh rating, kéo rating Real Time của Đài Hồ Nam lên đến 2,6470% và trở thành quán quân rating các đài vệ tinh cùng thời điểm phát sóng. Tăng Thuấn Hy và Cúc Tịnh Y hát Sứ Thanh Hoa. Ca khúc Sứ Thanh Hoa do Tăng Thuấn Hy và Cúc Tịnh Y thể hiện trên sân khấu cuối năm của Đài Giang Tô. Không chỉ được khán giả khen ngợi vì giọng hát siêu hay của cả hai, mà phần hình ảnh và vũ đạo minh họa cũng nhận được rất nhiều lời khen vì siêu đẹp và siêu đầu tư. Hát dở, hát giả, hát thật, trên Hot Search bảng giải trí, ba Hot Search về những màn trình diễn chào năm mới nối đuôi nhau xuất hiện theo thứ tự ngẫu nhiên nhưng lại trùng hợp bất ngờ.